Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỡ máu cao là bệnh lý rối loạn chuyển hóa khá phổ biến. Triệu chứng bệnh thường không rầm rộ, diễn biến rất âm thầm, chỉ với một số các triệu chứng như đau đầu, hoa mắt chóng mặt, tê bì tay chân, rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Chính vì vậy, người bệnh thường khá chủ quan và chỉ phát hiện khi đi thăm khám định kỳ hoặc khi đã xuất hiện một số các biến chứng như tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, thậm chí là đột quỵ não. Vừa qua, công ty dược phẩm Tâm Bình đã cho ra đời sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là hộp sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Về cảm quan, hộp sản phẩm được thiết kế rất đẹp mắt với dòng chữ đỏ nổi bật trên nền trắng. Trên hai đầu đắp hộp đều có tem kiểm định chất lượng. Quý vị và các bạn chỉ mua khi các tem này còn nguyên vẹn, không bị rách hay hư hại. Trên các tem đều có các mã code, quý vị có thể dễ dàng kiểm tra bằng điện thoại thông minh. Tên sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Dòng chữ thực phẩm bảo vệ sức khỏe được in ở góc bên trái. Phía dưới có logo và slogan của công ty dược phẩm Tâm Bình, đó là Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Tiếp theo, mở nắp hộp, chúng ta sẽ thấy một túi thiếc kín cùng với tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Trên tờ giấy có đầy đủ thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng cũng như các lưu ý cần thiết. Các túi thiếc chúng ta có 5 vỉ, mỗi vỉ gồm có 12 viên màu đỏ sáng, với mức giá là 208.000 đồng một hộp 60 viên sử dụng trong 10 ngày. Đây là một mức giá rất hợp lý đối với một sản phẩm chất lượng như sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Tiếp theo, tôi xin được giới thiệu về thành phần và công dụng của sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Sản phẩm mỡ máu Tâm Bình được kết hợp giữa tinh hoa của y học cổ truyền với công nghệ hiện đại bởi nhà máy đạt chuẩn GMP. Sản phẩm mỡ máu Tâm Bình gồm các thành phần thảo dược như giả cổ lam, lá sen, ngưu tất, trạch tả, nần vàng, atiso. Bên cạnh đó, kết hợp với hai tinh chất, đó là tinh chất nghệ nanocucumin và chiết xuất cam bergamot. Trong đó, tinh chất nghệ nanocucumin được bào chế dạng lỏng nhập khẩu từ Đức, có độ hấp thu gấp 185 lần so với cucumin thông thường. Tinh chất bergamot được chiết xuất từ cam Địa Trung Hải, được FDA của Hoa Kỳ chứng nhận là đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với sự kết hợp trên, sản phẩm mỡ máu Tâm Bình có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ giảm cholesterol và triglycerides, hỗ trợ giảm mỡ gan, hỗ trợ giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu gây huyết áp cao, tai biến mạch máu não, xuất huyết mạch máu. Về liều dùng, sản phẩm mỡ máu Tâm Bình được dùng với liều 6 viên một ngày chia làm 2 lần, sáng 3 viên, chiều 3 viên. Quý vị có thể dùng trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, chúng tôi thường khuyên người dùng sử dụng duy trì đều đặn từ 3 đến 6 tháng hoặc có thể lâu hơn tùy vào tình hình sức khỏe thực tế. Bên cạnh việc dùng sản phẩm, chúng tôi cũng khuyên người dùng nên kết hợp với chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý. Về chế độ ăn uống, quý vị và các bạn cần tăng cường ăn nhiều rau xanh, hoa quả, uống đủ nước, hạn chế đồ chiên xào, cay nóng, dầu mỡ, phủ tạng động vật, đồ uống có cồn và các chất kích thích như rượu, bia. Về chế độ sinh hoạt, quý vị nên duy trì đều đặn tập luyện, tập thể thao hàng ngày ít nhất là 30 phút để có thể giải phóng năng lượng dư thừa, từ đó hạn chế lượng mỡ máu tích tụ. Chúng tôi tin rằng với những thông tin trên, quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm mỡ máu Tâm Bình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo của công ty dược phẩm Tâm Bình. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.